ra nữa, ra nữa. Rồi 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 rồi. Được rồi, được, ok, quá đẹp. Rồi hôm nay Lê Tuấn tiếp tục review con siêu phẩm 4600 đời T7 cực mạnh. TVN chưa các bác? Đấy. Quá đẹp. Một siêu phẩm các bác nhìn thấy không? Tất cả từ sexy cho đến bình hơi. Rồi bắt đầu các bác cùng em xem tiếp tục sexy ở trên. Các bác thấy không? Đấy. Chưa có một lỗ lủng và chưa có một coi như là xét nào. Đấy, để nói lên là cái mọc này các bác biết là như thế nào rồi. Đấy, tất cả này toàn sắt, toàn 10 phân. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Một cặp vỏ, 4 vỏ cực đẹp, sexy ôm trọn, cực kỳ khủng khiếp. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy này, các bác nhìn thấy này, tất cả mọi cái này dày hết. Đấy, đây tất cả các đường nét, cái này không bao giờ mục các bác nha, bởi vì nước vào là chảy xuống luôn. Đấy, nước chảy là xuống luôn. Đây, tất cả các đường nét hàn xì rất chắc chắn. Hôm nay em tiếp tục em review đang tết nổ và tí biên, để cho những bác nào đang còn máu thì đừng có hỏi bố cháu là Lê Tuấn. Đấy, đẳng cấp vỏ 18430. Đấy, tì biên mới thay cho các bác một tì biên mới luôn. Đấy nè. Đấy, bây giờ đã có thử. Đấy, độ tì biên khác nha, hạ xuống rất là ngon lành các bạn. Đấy. Rồi bác nào muốn lấy mọc thì lấy đầu thì lấy. Nếu như bác lấy mọc thì đầu em lắp chảo cày vào để bán luôn. Đấy, còn nếu như không thì giảm tờ xuống các bác nha, để cho các bác dễ coi như là mua, dễ bán. Đây, vừa làm xong cái này các bác này, đó, vừa lắp xong. Đây, rất mới, để các bác ngồi đây các bác bắt đầu là vận hành. À, như thế là vào một cái tàu vũ trụ còn thôi của Nga. Tất cả tháng hơi này, các bác thấy ạ, đấy. Đấy thì qua những giây phút vừa rồi tiết nổ các bác nhá và vận hành, để cho các bác tin tưởng. Đấy, và về xe thì các bác thấy sức mạnh nổ cực kỳ. Đây này. Đấy. Đây này. Rồi tháo mẹ thời ra đi. Đấy các bác nhá. Đó. Rồi còn bên này thì một đầu phua 4000. Khóa cao 4600. Body function mạnh. 18430. Đít to đùi lớn. Đoạn. Đấy, và một siêu phẩm này thì cũng như các bác rất nhiều bác đang mong chờ đổi rất nhiều nhưng mà chưa được, tức là chưa được giá. Đấy, riêng cái mọc này không thì các bác biết rồi, nó tầm mấy cỡ khoảng 85 triệu. Đấy, thì vì đúng đẳng cấp của nó, nhiều bác trả có 80 để đeo chủ không chịu. Và một siêu phẩm đầu đuôi. Đấy, vấn đề đây bởi vì chưa được giá chứ không phải là mất giá các bác nhá. Đấy, mầm zin. Đấy, 8 ốc xịn sò luôn. Dè vuông. Rồi, cầu 8 tấn. Số zin. Đít to. Mông lớn. Đã to thì cái gì cũng phải to các bác nhá. Đấy. Đây, một cặp TBN và tất cả cũng như lúc nãy các bác đã nhìn thấy, tất cả mọi ấy là đang sáng rưng hết các bác nhá, sáng rưng rồi đây. Đẳng cấp Gibo ba đại sốc, có chưa? Đấy,
mua lớn tất cả mọi cái rất là xịn sò, nhất là cặp vò này các bác có thể thoải mái các bác bươn vào lâu thì thôi rồi nhức nách với các bác luôn. Bác nào mà mua em này thì tặng luôn cho một em cậu này, cậu con này mình con này tháo nào đây, tháo luôn đó anh, tùy anh thôi, tháo bán rồi tại sợ nhiều người ta thích thôi cứ để đi. Đó, để. Nhưng mà nếu mà như vậy mình lắp mẹ ấy vào đi, lắp cái tời vào đây luôn đi, lắp hộp số gì, lắp hộp số vào luôn đi. Để ra tí chú mẹ chú anh à, thiếu ốc tùm lum. Thôi chú đi vào đây coi cái 3.000 không này, em mình cứ cái kia này bể ống rồi, bể gì á? Rồi các bác nhá, vẫn nguyên 185 triệu. Em chạy lên cho vứt cái đó cho nó sửa. Rồi cho mạnh gì? Chứ mình mua về mình bắt không được. Không được, cái này nó phải hàng, con áo nào nó trong kẹt. Đấy à, để đây đây cho lấy đi cái anh mua không? Không được. Rồi đưa nó tháo ra hết đi. Thằng mạnh, chạy lên, chạy lên rồi lên. Rồi đây có một cặp vỏ sạc các bác nhá. Cặp vỏ này mấy triệu? Cặp vỏ này 4 triệu các bác. Để 8430. S33 Otani 16930. 16930 các bác ạ. 4 triệu. Rồi. Đây và bác nào mà muốn bộ mọt đồng bộ thì bằng này 70 triệu. Rồi các bác nhá, em cũng vừa lăn tăn ba xì măng với các bác một tí ở cái xe 4.6 này, cực đẹp, số má nhẹ vào rất nhẹ, số vào nhẹ nhàng cho bác ấy, tất cả chi tiết đầy đủ. Rồi và cuối cùng em xin chân thành cảm ơn, hẹn lại các bác video sau.